Thank you.
trên cái khung này. Đây là cái này chính vị trí chính giữa này. Sẽ có thêm một cái cầm phụ. Thêm cái hệ cầm ở đây. Cái hệ cầm này đang được cắt ở dưới. Sau hệ cầm này chúng tôi sẽ bổ sung thêm một cái hệ cầm phụ. Các cái cầm phụ chạy dọc chạy theo chiều ngang này. Bên trên cái cầm phụ là hệ thống cái tấm bê tông xi măng để làm sàn. Cái tấm bê tông xi măng nguy hiểm nó thi công rất là nhanh. Nó thành sân khấu kiện một từng miếng.
1, 40, 80. Lại là đây 48. Hàng trên phố đây. Thế có thể là để chuyển lực. Chuyển lực từ sàn xuống cho cái hệ thống thấp nhiệt dưới và tạo mặt phẳng. Đây là 2 tác dụng, chuyển lực là 1, thứ 2 là để tạo mặt phẳng, để đặt cái tấm xuyên phong lên. Mira,
giống như cái câu máy làm thêm xe khóc. Hiện tại thì ở cái phố này chúng tôi đang thi công 2 công trình. Một công trình bên này là cà phê, quán cà phê. Còn cách đây khoảng 100m thì một công trình khác là nhà hàng. Đang chuẩn bị bây giờ tôi sẽ xuống tầng 2 để xem cái máy của cái chỗ này nó thế nào. Tôi phải chắc rồi em, em xin nhớ rồi. Tôi không biết. Tôi lại chắc đi. Tôi lại chắc đi. Tôi lại chắc đi. Anh lúc anh. Còn đây là phần máy của hey.
Thank you.
là trên tầng 2, hay trên tầng 3. Tầng này đã không xong. Bước tiếp theo là sẽ xả nước vào bình ngâm kiểm tra. Thank you.